Để thay đổi không khí, xin mời quý vị thưởng thức một vở kịch tên trộm Coca Cola. Please enjoy the skit called Coca Cola Thief. Có các công ty này hết rồi, nhưng mà tại vì thằng kia phải đi với nhau lộ lên trên kia. Thì ảo thuật nó chắc là trên chỗ số 10 á. Số 10 em tạm 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 không biết nhà con nó khỏi không. Nhà thằng kia đi mất. Annabella
was able to save Kenny. Annabella decided to change and not steal ever again. That is the end of Wayne doing the school skit. We hope you enjoyed.